những sai lầm khi đầu tư bất động sản ven khu công nghiệp. Chúng ta nhìn nhận thấy phân khúc đầu tư bất động sản ven khu công nghiệp được rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào, và đây cũng chính là một phân khúc rất là hấp dẫn. Thì có những nhà đầu tư chúng ta tạo được lợi nhuận tốt, tuy nhiên rất nhiều nhà đầu tư chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đầu tư vài năm rồi, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chưa đảm bảo và chúng ta lại còn chôn vốn. Để làm thế nào để hiểu được cái phân khúc này một cách rõ hơn, chi tiết được cụ thể hơn, thì chúng ta sẽ phân tích những đặc điểm cơ bản của bất động sản ven khu công nghiệp cũng như những sai lầm chúng ta hay mắc phải để chúng ta có thể tạo những lợi nhuận hơn cho chính bản thân mình khi đầu tư. Và tôi chính là Nguyễn Vương, một chuyên gia môi giới bất động sản của công ty bất động sản Allen Group tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ha. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về về phân khúc, đó là bất động sản ven khu công nghiệp. Và chúng ta nhìn nhận thấy bất động sản ven khu công nghiệp thì những sản phẩm chủ yếu đó là có một số nhà đầu tư người ta có thể phân lô ra hoặc là mua bất động sản của dân để đầu tư. Và nhìn nhận thấy là khi mà cái tâm lý của những nhà đầu tư về phân khúc bất động sản ven khu công nghiệp thì người ta nghĩ là khi một khu công nghiệp mọc lên thì đằng nào chả có công nhân về ở, mà công nhân về ở thì lúc đó chắc chắn là cần đến nhu cầu bất động sản, vậy thì chúng ta cứ đầu tư đất phân lô ở đó thì thế nào cũng thắng. Hoặc là một khu công nghiệp ở mà hiện lên ở một cái vùng đất nào đó thì chắc chắn cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, điện, đường, trường trạm cũng như là các cơ sở vật chất khác cũng sẽ phát triển để chúng ta đầu tư đó để chắc thắng. Tuy nhiên, trừ hẳn một vấn đề đó, đúng không ạ? Vậy thì những sai lầm của những người đầu tư bất động sản ở ven khu công nghiệp đó là gì? Thứ nhất là chúng ta không xác định được rõ mục tiêu của chúng ta khi đầu tư. Chúng ta chưa xác định được cái khách hàng cuối cùng khi sở hữu bất động sản đó. Và chúng ta cũng chưa đầu tư đúng cái thời điểm. Và đặc biệt là chúng ta chưa cân đối rõ ràng vốn để chúng ta đầu tư ngắn hạn, dài hạn hay là trung hạn ở khu vực đó để chúng ta có thể tạo được lợi nhuận đảm bảo chính bản thân mình. Và chúng ta nhìn nhận thấy là ở trước năm 2019 đổ lại thì thị trường bất động sản bên khu công nghiệp được rất nhiều nhà đầu tư chúng ta lựa chọn, bởi lúc đó là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chúng ta rất là nhiều so với Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một cái thị trường nó cực kỳ hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Và sau đó thì Covid bùng phát đến năm 2019 thì chúng ta nhìn nhận thấy là khoảng thời gian trước đó và khoảng thời gian trong đại dịch thì Việt Nam chính là một trong những quốc gia mà kiểm soát dịch rất là tốt, mà đặc biệt là trong thời gian đó chúng ta thấy chiến tranh Trung Mỹ diễn ra, thế nên là nó ảnh hưởng rất nhiều về phân phối cơ cấu của một số cái đơn vị, của một số cái tập đoàn người ta muốn di chuyển đến Việt Nam, thế nên là nguồn đầu tư nước ngoài đổ vào khá nhiều, nên là nhiều khu công nghiệp được mọc lên. Hơn nữa là nhà nước chúng ta tạo điều kiện rất là tốt cho các cái đơn vị về đây để cùng đầu tư và phát triển. Chính vì vậy trong giai đoạn từ 2019 đổ về trước thì rất nhiều nhà đầu tư chúng ta cũng lựa chọn cái phân khúc đất nền ven khu công nghiệp, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta nhìn nhận thấy từ 2019 đặc biệt đến 2021 khi mà đại dịch bùng phát ở Việt Nam, chúng ta nhìn nhận thấy là có rất nhiều cái thay đổi cực kỳ chóng mặt ở thế giới nói chung cũng như Việt Nam chúng ta nói riêng. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy sau đại dịch Covid và bùng phát ở Việt Nam thì nhiều cái cơ cấu được thay đổi, bởi vì Việt Nam cũng bị ảnh hưởng và nhiều cái tập đoàn người ta cũng có những cái chiến lược khác. Hơn nữa là cái những cái nguồn vốn nó bị rút bớt đi nên là đất nền khu công nghiệp nó còn hạn chế. Nhưng có một điều thú vị đó là gì? Sau khi mà chúng ta nhìn thấy là những cái khu công nghiệp tập trung chủ yếu các thành phố lớn thì dần dần nó bắt đầu giàn trải ở vùng ven, và đây cũng chính là cơ hội cho các nhà đầu tư. Và có những cái sai lầm cực kỳ lớn, đó là chúng ta đầu tư mà chúng ta chưa hiểu về cái thị trường này, đúng không ạ? Về phân khúc này. Và chúng ta nhìn nhận thấy thì hiện nay trong giai đoạn cuối năm của 2022 này thì chúng ta thấy là thị trường bất động sản ở Đắk Lắk nói riêng cũng như là cả nước chúng ta nói chung đang ở cái giai đoạn trầm lắng và đi ngang. Và điều đó ảnh hưởng rất là nhiều đến những nhà đầu tư. Nhưng đối với những nhà đầu tư lão luyện và đặc biệt là những nhà đầu tư mà có vốn mạnh, nhà có vốn tức là dòng tiền nhàn rỗi lớn thì người ta cũng có thể tạo được lợi nhuận cho mình, người ta vẫn được săn gạt chết, người ta cũng tìm những sản phẩm tốt, đặc biệt người ta có chiến lược dài hơi nên là những nhà đầu tư vậy vẫn tạo được lợi nhuận. Tuy nhiên góc nhìn về đầu tư bất động sản đất nền ven khu công nghiệp hoặc ven khu công nghiệp đối với những nhà đầu tư thì nó cũng là một phân khúc rất là hấp dẫn. Vậy chúng ta sẽ phân tích xem thử là những cái sai lầm của nhà đầu tư bất động sản ở ven khu công nghiệp đó là gì. Cái đầu tiên chúng ta cần phải nói đến đó là không xác định được rõ ràng mục tiêu đầu tiên khi đầu tư. Bạn phải biết là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư để cho thuê, để tạo dòng tiền ha. Hoặc là chúng ta có thể là đầu tư sau đó bán để tăng lãi vốn. Chúng ta phải xác định được rõ ràng. Nếu như chúng ta xác định là chúng ta thuê
chúng ta đầu tư bất động sản để có thể xây nhà trọ này, hoặc là để cho một số đơn vị xây kho vân vân, để chúng ta có thể làm tạo được cái nguồn thu nhập dòng tiền ở đó, thì bạn cần phải xác định rõ ràng ngay từ đầu của chúng ta đầu tư ở vị trí nào, thời điểm nào và diện tích như thế nào, đúng không ạ? Và cái vị trí nó cực kỳ quan trọng khi chúng ta đầu tư. Nên cái việc mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải xác định rõ ràng. Cái thứ hai là chúng ta đầu tư để kiếm lãi vốn, thì chúng ta nhìn nhận thấy đối với một khu công nghiệp nào đó mọc ra thì thường nó ở xa cái khu dân cư, đúng không ạ? Và rồi thì chúng ta nhìn nhận thấy là ở khu công nghiệp khi mà mọc lên đằng nào chẳng có công nhân về ở, mà công nhân về đó làm thì ở thì nhu cầu sinh hoạt buôn bán nó cứ sẽ tấp nập theo, thì điện đường trường trạm cơ sở hạ tầng cũng phát triển. Tuy nhiên chúng ta cũng phải xem một góc nhìn, chúng ta nhìn nhận thấy đối với một số cái nhà đầu tư đất nền chẳng hạn để xây nhà trọ, hoặc là chúng ta đầu tư để cho công nhân mua nhà để ở, thì chúng ta cũng phải để ý đến những yếu tố này. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn nhận thấy đối với những người quản lý cấp cao của một cái dự án nào đó hoặc là một cái đơn vị nào đó, thì thường thường người ta không ở trực tiếp ở đó, người ta sẽ lựa chọn là ở những khách sạn hoặc là ở ngôi nhà hoặc là một cái home nào đó ở vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố ha, tại vì người ta có cơ chế riêng cho những người đó. Còn lại những cái tầm trung và đặc biệt là những người công nhân thì người ta cũng có tâm lý là đi đi về về, ok cũng tốt, nhưng mà người ta cũng sẽ lựa chọn cái sản phẩm để người ta đầu tư để người ta có thể là mua để ở. Và một điều đặc biệt bạn phải để ý là đối với một người công nhân thì hiện nay lương thì khoảng tầm 7 đến 10 triệu đồng, và để nó tích lũy mua một lô đất khoảng tầm là 1 tỷ để xây cất nhà lên được khoảng tầm 1.5 tỷ thì chúng ta mất khoảng 10 mấy năm. Nào, nếu mà tích lũy thì phải mất hơn 10 năm. Thế nên là cái việc mà mua đất nền ven khu công nghiệp, chúng ta cần phải để ý là chúng ta mua trong cái giai đoạn nào, lúc mà thị trường nó khoảng tầm vài triệu một mét vuông á, thì khoảng tầm ví dụ như là mua 100 mét vuông đi, nó khoảng tầm là 4 triệu thì 400 triệu, thì có thể sau này có thể lên đến là 10 triệu, 15 triệu vân vân, thì chúng ta đầu tư cái giai đoạn nó đang còn là 1 mét vuông khoảng tầm là 2 đến 5 triệu, ví dụ như thế, thì chúng ta có thể là có lời. Và chúng ta xác định được luôn là cái giai đoạn mà chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư trung hạn, ví dụ như là 1 đến 3 năm hoặc là xa hơn. Bởi vì để một cái dự án khu công nghiệp mà đi vào triển khai, ví dụ như ở Đắk Lắk chẳng hạn, dự án khu công nghiệp Phú Xuân đã bắt đầu trình chính phủ từ năm 2019, nhưng đến nay thì gần cuối năm 2022 thì mới chỉ có quy hoạch 1/2000 mà thôi, vẫn đang trên đề án, nhưng tin chắc rằng đây là một dự án cực kỳ khả thi để phát triển kinh tế trọng điểm của Tây Nguyên, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhìn nhận xét được rằng là khi mà chúng ta đầu tư một cái bất động sản nào đó, nếu như chúng ta xác định là chúng ta để xây, để buôn bán chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải xác định là một cái phân khu của khu công nghiệp đó thì sử dụng mà kinh doanh tốt thì chiếm 20% thôi. Cách cái cổng khoảng tầm 200 mét, bạn có thể mở các cửa hàng tạp hóa, quán ăn, buôn bán, vân vân, thì nó còn tiện, bởi vì người ta là đi lại dễ dàng. Tuy nhiên xa hơn cái xí thì vị trí nó cũng không còn thuận tiện lắm, nên là bạn cũng phải cân đối xem là cái góc nhìn của bạn khi mà lựa chọn vị trí để chúng ta đầu tư bất động sản ven khu công nghiệp, thì đó một điều lưu ý ha. Và đặc biệt nữa là khi mà bạn chọn cái phân khúc đất nền ven khu công nghiệp, thì bạn cũng phải để ý được cái giá cả và vị trí. Thì chúng ta nhìn nhận thấy là thường thường là đối với những cái phân khúc mà đất nền ven khu công nghiệp, thì thường thường là một số nhà đầu tư cũng sẽ phân lô ra bán, và bạn có thể mua ở thời điểm đầu tiên. Thì mua ở thời điểm đầu tiên thì nó chưa rõ ràng về khu công nghiệp, thì lúc đó chúng ta cảm thấy là rủi ro nó khá lớn, nhưng lợi nhuận nó sẽ cao. Nếu như bạn là một số vốn mạnh, tức là tiền nhàn rỗi, thì bạn có thể lựa chọn đầu tư ngay ở ban đầu. Thì sau đó khi mà khu công nghiệp đi vào hoạt động thì mức độ tăng trưởng nó sẽ tốt và bạn bán ra. Nhưng mà gặp một trường hợp là bởi vì rất nhiều nhà đầu tư cùng nhảy vào đó, thì sau này hàng nó ra nhiều, dẫn đến sự cạnh tranh giữa sản phẩm này, nên một số người mà vốn yếu chúng ta không làm chủ, đặc biệt trong giai đoạn này ngân hàng siết và rất là nhiều chính sách hạn chế về phát triển bất động sản một cách quá đà, chống lạm phát về bất động sản của nhà nước. Thế nên là tình hình mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ và những nhà đầu tư chưa chuyên nghiệp và vốn mà yếu thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên bạn phải cân đối dòng vốn của bạn khi đầu tư bất động sản. Đó là cái điều sai lầm tiếp theo. Và bạn phải xác định được rõ ràng khi bạn đầu tư vào phân khúc đất nền ven khu công nghiệp thì chỉ có yếu tố đó là gì ạ? Đó chính là khu công nghiệp hình thành lên, khi dân cư về nhiều hơn, cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm cũng được phát triển, thì bạn có thể đầu tư và bán và thanh khoản nó đi phải có lời. Nhưng nếu như bạn là một nhà đầu tư lão luyện và bạn có thể vốn mạnh ha, thì bạn có thể đầu tư dài hạn, bạn mua một cái lô đất vị trí đắc địa
À, hoặc là bạn mua một cái diện tích lớn, bạn để lâu và bạn bán, thì bạn có thể đầu tư 2 năm, 3 năm, 5 năm thì chắc chắn là bạn lời. Và phân khúc đất nền lên khu công nghiệp cũng là một phân khúc cực kỳ hấp dẫn, đúng không ạ? Bạn có thể có lựa chọn đó là bạn sẽ đầu tư giai đoạn sớm trước khi khu công nghiệp chưa hình thành, để có thể để lâu hơn, đầu tư dài hạn để có thể kiếm lời bằng lời về lãi vốn. Hoặc là bạn có thể đầu tư để sau đó bạn xây nhà trọ lên, hoặc là bạn xây các cái cơ sở để kinh doanh, thì bạn cũng có thể kiếm tiền. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải chọn được vị trí, thời điểm, và quan trọng hơn nữa làm chủ dòng vốn của bạn nha. Chúc bạn chúng ta sẽ đầu tư thắng lợi. Nếu mà có tìm hiểu về bất động sản ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hãy liên hệ với Nguyễn Vương. Và đặc biệt muốn đầu tư bất động sản trên khu công nghiệp ở khu công nghiệp Phú Xuân với 338 hectare sắp triển khai, thì có thể liên lạc với Nguyễn Vương. Và trong video sau thì Nguyễn Vương sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về góc nhìn của đất nền ven khu công nghiệp Phú Xuân ở Đắk Lắk nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.